Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Hai người tỉnh sân khấu Tài Linh và Thanh Thanh Tâm tiết lộ lý do không thể tiễn biệt cố nghệ sĩ Vũ Linh lần cuối. Hai bông hồng của chàng khép kín Vũ Linh là Tài Linh, Thanh Thanh Tâm không thể trở về gặp mặt lần cuối nghệ sĩ. Điều này khiến cả hai đau đớn dằn vặt không nguôi. Những ngày qua, đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận của khán giả. Trong số những bình luận tiếc thương cây đa cây đề để trong chuỗi cái lương hồ quán, thì không ít người ý kiến thắc mắc từ cộng đồng mạng đặt ra cho những sự vắng mặt đáng tiếc của hai bông hồng xung quanh cống hiến cho nghệ thuật của ông. Theo đó, những cô đào từng đóng góp với chàng khép kín Vũ Linh như Thanh Hằng, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền đều đã tiêu tị đủ trong những giây phút sau những người hâm mộ trong vòng hai người tình sân khấu của ông là Tài Linh và Thanh Thanh Tâm xuất hiện. Được biết hiện tại cả hai đều đang định cư tại Mỹ, đã không thể về Việt Nam ngay như ý muốn. Vì nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, cô diễn ăn ý và thăng hoa cùng nghệ sĩ Vũ Linh trên sân khấu đến mức từng xuất hiện tin đồn họ bị kết hôn và có con cùng nhau. Trước đó, nghệ sĩ Diễu Hiền, người thầy của nghệ sĩ Linh Tâm, vì Thanh Thanh Tâm cô diễn ăn ý thăng hoa cùng nghệ sĩ Vũ Linh trên sân khấu đến mức xuất hiện tin đồn họ đã bí mật kết hôn và có con cùng nhau. Trước đó, nghệ sĩ Diễu Hiền, người thầy của Vũ Linh từng chia sẻ câu chuyện ông đã dẫn Thanh Thanh Tâm đến ra mắt bà như cặp tình nhân thực sự. Cả hai để lại ấn tượng sâu đậm trên lòng khán giả với những vở diễn như Hòn Võng Phu, Sa Phu Đi Sứ và Những Đứa Con Oan Nghiệt. Trước sức ép dư luận thắc mắc vì sao cô không trở về gặp mặt nghệ sĩ ưu tú lần cuối, Thanh Thanh Tâm nghẹn ngào bộc bạch, có nhiều khán giả người ta không hiểu, họ nghĩ từ Mỹ về Việt Nam là về. Nhưng mà không phải vậy, thứ nhất là khó khăn, ngay cả khi ba tôi mất còn không về được nữa. Thứ hai là phải sắp xếp công việc, đâu phải muốn về là mua vé là về được. Rồi khi về chỉ ở với anh một hai đêm rồi đi, sau đó trở lại Mỹ, cuộc sống của tôi thêm chồng chất nhưng khó khăn. Tuy nhiên tôi rất thương anh Vũ Linh nhưng mà bất lực tòng tâm. Tương tự nàng chúc anh đài Tài Linh của Lương Xuân Bá, Vũ Linh chấp nhận phải than nàn của khán giả không thể ở bên cạnh người tình sân khấu của mình trong những lần cuối. Thế nhưng ít người biết, trước đó những ngày của nghệ sĩ nằm viện ung thư, họ đã có dịp gặp nhau qua cuộc video. Người thân của nghệ sĩ Tài Linh tiết lộ, những ngày qua bà đau buồn, hạn chế nghe các cuộc gọi hỏi thăm về người quen từ trước trong nước. Bà cũng không dám xem lại trích đoạn tuồng xưa bởi nhớ ông nhiều, lại càng muốn khóc. Hơn ai hết là những người đồng nghiệp từng kề cạnh anh năm Vũ Linh, từng những người đèn sân khấu sáng đèn, khi bao thời điểm thăng trầm của nghệ sĩ cải lương Hoàng Kim rồi thoái trào, họ cùng thương tiếc và mất mát không thua kém gì khán giả. Những người một điệu giọng ca, yêu cô gái Bạc Liêu, dẫu cách biệt phương trời, nhưng tâm tưởng họ luôn hướng về nhau, tình nghệ sĩ luôn gắn liền với tâm hồn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.